em suốt ngày thích buộc lên thì đúng không? Cái máy thì mình dùng cái kẹp nhẹ nhẹ thôi, cái này nhỏ hơi vắt thì vắt là được thôi. Say rồi à? Say say chưa? À được rồi. Thôi giờ muộn rồi, bạn đi về nhà bạn tắm luôn gái đã. Ừ thôi. Ừ thôi. Rồi thử rượu chè rồi bỏ đi ngại lắm gì. Rồi uống nước bình thường thôi nhá. Rồi ok nhá. Rồi. Thank you.
Ha